Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Adver Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm khả năng dứt điểm của hậu vệ cánh trái Dean Smith trong Pet 2024 Mobi. Và chúng ta cùng đến với những tình huống dứt điểm của Dean Smith trên kênh của Adver Pet. Người đang có bóng đó là Focus, đường truyền dành đến cho Darami. Và đây là cơ hội để cho Dean Smith có bàn. Vừa rồi là bàn thắng mở tỷ số từ những phút rất sớm với một cú ra chân tương đối uy lực của Dean Smith trong khu vực 16m50 và pha dứt điểm vừa rồi cho thấy khả năng sút bóng cực kỳ tốt của Dean Smith. Tuy là một hậu vệ nhưng Dean Smith cũng rất hay có những bàn thắng. Người đang có bóng đó là Darami và chúng ta tiếp tục có những tình huống tấn công. Bóng được chuyền khá nhiều để cho Dean Smith có thể trổ tài hết khả năng dứt điểm của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Munesti là người có bóng, đường truyền dành đến cho Dean Smith và đây là cơ hội để cho anh có bàn. Và pha ra chân lần này của Dean Smith thì bóng không thể qua được cơ chân của hậu vệ đối bạn. Và vừa rồi là một tình huống dứt điểm rất tốt của Dean Smith, bóng đã chạy cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ hai dành đến cho Dean Smith trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa rồi thì bóng đã chạm chân của Asano đi hết đường biên dọc. Đây là tình huống ném biên, người có bóng đó là Thelma. Cơ hội dành đến cho Munesti, đây là Ito, những pha phối hợp cực kỳ bình tĩnh. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Người lập công không ai khác đó là Dean Smith, một pha ra chân ở trong khu vực 16m50. Và Dean Smith thật sự là một sát thủ trong vòng cấm. Cảm ơn anh em đã đón xem màn review ngày hôm nay về Dean Smith. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.